người quay trở lại kênh YouTube của Án Phát Computer. Vẫn luôn là siêu phẩm trong phân khúc gaming, một sản phẩm đến từ Dell Alienware M15R6 của năm 2022 là một phiên bản nâng cấp hơn cả về cấu hình lẫn màn hình, nhưng mức giá thì lại ưu đãi hơn. Nghe hấp dẫn không? Hấp dẫn mà, giá tiền bằng năm ngoái, thế nhưng lại được update nhiều thứ mới hơn. Đầu tiên thì các bạn sẽ có Win 11 mới nhất, các đồ họa mới và màn hình cũng mới luôn. Đẹp từ trong ra ngoài, đúng nghĩa đen. Phải thú thực thì ngày nay các game thủ càng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn một chiếc laptop gaming. Không chỉ yêu cầu sự mạnh mẽ hơn về cấu hình, mà còn yêu cầu khá cao về mặt hình thức, khiến các thương hiệu laptop không ngừng cải tiến để thiết kế trở nên độc đáo hơn. Thì thuộc phân khúc laptop cao cấp của Dell, với mức giá là hơn 63 triệu đồng, thì hầu hết những ai sở hữu Alienware đều chú trọng vào thiết kế hơn là hiệu năng. Mặc dù thì hiệu năng không hề thua kém bất cứ mẫu laptop gaming nào cả, nhưng thật sự thiết kế mới chính là điều mà rất nhiều người chọn mua Alienware. Thiết kế thì không có gì thay đổi so với năm ngoái lắm, nhưng mà điểm đặc trưng nhất thì là logo hình người ngoài hành tinh vẫn được bố trí khéo léo ngay chính giữa nắp máy này. Phía bên trong nắp máy thì sẽ là nút nguồn, cũng là hình người ngoài hành tinh luôn. Khi bật máy lên sử dụng thì hai chiếc logo này cũng sẽ sáng lên nhìn cực kỳ đẹp và thu hút. Ngoài ra thì logo các bạn còn thấy được ở trên sạc của máy nữa. Nói chung là cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ khi mà lồng ghép thương hiệu vào từng chi tiết nhỏ của máy. Các yếu tố nổi bật khác như là khe thoát gió tản nhiệt tổ ong dưới đáy máy hay là giải LED RGB chạy bao quanh gờ sau cũng giúp hoàn thiện và làm nổi bật lên chiếc Dell Alienware này. Toàn bộ máy thì được phủ một lớp sơn lì màu than chì, sờ vào rất là thích tay và bám rất ít mồ hôi tay. Máy có dáng dấp như là một chiếc chiến hạm, mức độ hoàn thiện thì ở mức cao cấp. Sự chắc chắn và bền bỉ thì Dell là một hãng mang đến cho người dùng sự tin tưởng. Với trọng lượng ở đây rơi vào khoảng là 2,7 kg thì Alienware khá là nặng để các bạn có thể mang theo. Nhưng bù lại đánh đổi một thiết kế đẹp, một hiệu năng tốt thì mình nghĩ cũng rất là xứng đáng. Vì nếu như mà laptop mỏng thì hệ thống tản nhiệt cũng sẽ bị hạn chế khá là nhiều. Nhắc đến hiệu năng thì Alienware sở hữu Intel Core i7-11800H, 32GB RAM, 1TB SSD và năm nay thì được nâng cấp đồ họa rời từ 3060 lên RTX 3070. Trên game thì đương nhiên không phải bàn. Chơi game không cần nhìn cấu hình. Cài đặt Max Setting thì mình sẽ cài đặt ở 3 tựa game, đó chính là Far Cry, Shadow of Tomb Raider và Horizon Zero Dawn. Ở chế độ phân giải 2K thì các bạn chơi vô cùng mượt và ổn định với 80fps. Về nhiệt độ thì Dell đã trang bị 4 khu vực tản nhiệt xung quanh máy. Nhiệt độ khi chơi game sẽ đạt khoảng 70 độ C. Khi các bạn chơi thì luồng gió nóng sẽ được phân tán ra đằng sau và hai bên cạnh. Chính vì thế mà trên bàn phím và chỗ kê tay theo mình cảm nhận là không quá nóng. Và khi mình đo thì cũng chỉ khoảng là tầm 30 độ C, cực kỳ thoải mái khi mà các bạn sử dụng. Về bàn phím thì vẫn giữ nguyên thiết kế giống với phiên bản tiền nhiệm. Alienware M15R6 trang bị bàn phím cơ Cherry MX với tùy chọn ánh sáng là Alien FX cho mỗi phím thông qua phần mềm Alienware Command Center. Không phải nói nhiều về bàn phím, trải nghiệm gõ siêu thích, độ nảy cực kỳ tốt. Đây cũng là phiên bản gần như cao cấp nhất được trang bị bàn phím cơ. Nếu như mà các bạn muốn mức giá thấp hơn thì có thể chọn phiên bản phím thường nhé. Phần touchpad thì trải nghiệm di tốt nhờ bề mặt phủ kính này. Kích thước có hơi nhỏ nhưng mà khá là thoải mái để sử dụng nhiều ngón tay. Xét đến phương diện laptop gaming thì đây cũng không phải là vấn đề quá là lớn. Các bạn sẽ sử dụng trượt dời nhiều hơn để có trải nghiệm tốt hơn. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, cổng mạng LAN RJ45, 1 jack audio combo và cổng nguồn trải đều xung quanh máy. Nhắc lại về mức giá với hơn là 63 triệu đồng, thực sự là với vô vàn các mẫu laptop gaming ngoài kia, Alienware vẫn là một chiếc laptop gaming đáng mơ ước của rất nhiều anh em game thủ. Và nếu như muốn sở hữu em nó thì đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. We'll be right back.